giữa truyền thống và hiện đại phản biện đối với sự kết hợp nhạc truyền thống và rap trong bài hát hạt gạo việt nam điệu nhạc nông dân nông dân ơi giữa cánh đồng mênh mông cuộc sống nông thôn không chỉ là hình ảnh lãng mạn bài hát này giữ lại những nét đẹp thực tế và lòng biết ơn với công việc khát vọng bất tận tôn vinh công việc người nông dân anh hùng gieo mầm cuộc sống mỗi hạt gạo là niềm tự hào nhưng chúng ta cũng cần thấy sự đa dạng. Cuộc sống nông thôn không chỉ là những bức tranh hồng hào. Nhấn mạnh về âm nhạc, một thế giới khác biệt. Nhưng cũng chú ý đến người nghe, mỗi đám đông. Không phải ai cũng thích những giai điệu phức tạp. Nhạc nền chưa chắc đã là con đường mở cửa lông. Đàn dương cầm và hòa âm nhạc đậm chất Việt. Nhưng khi rap vang lên, cũng cần giữ vững. Không để nhạc truyền thống bị nuốt chửng hay rap mất đi bản sắc cả hai đều quan trọng đây không chỉ là bài hát mà là câu chuyện của cuộc sống đèn sáng lên cho những khía cạnh không hoàn hảo điều này không chỉ là về hạt gạo mà còn về con người nhìn nhận sự đa dạng mở lòng và chấp nhận thêm sự thực tế hình ảnh nông dân một thế giới lý tưởng nhưng bản chất cuộc sống không phải lúc nào cũng trạng ngời cảm xúc dân tràn nhưng có người thấy nó quá lên cao tiếng hát này mở lòng cùng chia sẻ sự thực tế và nền văn hóa đa dạng phản biện về phân biệt không lãng mạn hóa quá mức nông dân là anh hùng nhưng cuộc sống cũng đầy thách thức hiểu biết sâu hơn về khó khăn và nỗ lực hình ảnh đa dạng không chìm đắm trong huyền thoại cảm xúc là đèn sáng nhưng đôi khi có thể chói lọi rủi ro mất cân bằng khiến người nghe khó hiểu nếu làm mất đi sự tự nhiên và chân thật tiếng hát này cần sự cân nhắc để mọi người đều đón nhận ngôn ngữ và văn hóa không để rào cản đứng trước lời hát mở cánh cửa mọi người đều được đón nhận không để bản chất bị lạc lõng trong từ ngữ tiếng hát này là của tất cả không phân biệt đối tượng người nghe âm nhạc là ngôn ngữ không giới hạn phong cách rap và truyền thống gặp nhau tạo nên bản hòa âm không để giới hạn làm mất đi sự đa dạng tiếng hát này là của mọi giọng điệu là của mọi bản năng tiếng hát đa dạng một bản hát cho thế giới thực không chỉ là lời khen mà là cầu nối đến sự hiểu biết nhìn nhận đa chiều mở lòng đón nhận sự đa dạng cuộc sống và âm nhạc cùng chia sẻ không giới hạn